HDR cho iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. HDR là một định dạng video với độ tương phản được mở rộng, giúp màu sắc chính xác và sống động hơn so với các video không HDR. Việc ứng dụng YouTube hỗ trợ chế độ HDR cho iPhone 11 Pro và 11 Pro Max sẽ giúp tăng đáng kể sự trải nghiệm của người dùng khi xem trên nền tảng chia sẻ video trực tuyến này. Người dùng iPhone 11 Pro và 11 Pro Max cần cập nhật lên phiên bản YouTube mới nhất để có thể sử dụng tính năng này. YouTube đã hỗ trợ người xem video ở chế độ HDR từ năm 2017 với chiếc iPhone X, sau đó sang năm 2018 là iPhone XS và XS Max. Đây là những thiết bị được Apple trang bị màn hình OLED. Năm nay vì vẫn sử dụng màn hình LCD nên iPhone 11 không được YouTube hỗ trợ chế độ này.